Em Phúc xin kính chào toàn thể quý cô, chú, bác, anh chị em Mỹ Hoa trên mọi miền Tổ quốc nhé. Hôm nay phiên bán hàng buổi sáng ngày 16 tháng 7 năm 2022. Em hãy tiếp tục lên một số mặt hàng hoa lan rừng nhé. Đã thuần, đang hoa, đang nụ cho cô, chú, bác, anh cùng sưu tầm nhé. Địa chỉ nhà vườn của em là Bắc Giang. Số điện thoại em là 0328066682. Quý cô, chú, anh chị em có thể alo trực tiếp hoặc nhắn tin kết bạn Zalo qua cho em nhé. Những đơn hàng em bây giờ thì những đơn nhỏ từ 1 cân đến 5 cân thì giá em làm đồng giá rất chi là rẻ nhé. Nói chung những đơn hàng bây giờ chỉ trong khoảng từ tầm độ 3 đến 50 nghìn nhé. 3 năm đến 50 nghìn hoặc là những đơn hàng nào nó to quá, nặng quá thì nó chỉ đến tối đa là 6-70 nghìn thôi nhé. Gửi miền Bắc, miền Nam đều như nhau, anh chị em yên tâm nhé. Phần cước gửi về giá cước rất chi là ok rồi. Em xin phép đi vào đơn ba hàng đầu tiên của em ngày hôm nay nhé. Đơn số 1 của em là một giỏ ám cổ Văn Giang nhé. Một giỏ ám cổ Văn Giang. Mặt bông ám cổ Văn Giang rất chi đẹp. Cái này thì hoa nó đã mấy ngày rồi nó mưa nhé, em bận em không bán được hàng, đâm ra là hoa nó đã tàn rồi. Nhưng mà cứ quan trọng là chuẩn cây chuẩn giống, mọi người chơi hoa thì được 5-7 ngày thôi. Cứ mua chuẩn cây chuẩn giống vài trăm cây, chơi thân lá cũng ok. Dòng Văn Giang thì thân lá rất chi đẹp. Anh chị em nhìn những giò Văn Giang thân lá đẹp không? Nó quá đẹp luôn. Thân lá nó sáng lắm mà nó khỏe không bệnh tật. Bông Văn Giang mũi là cũng mũi tây nhé, mũi hơi hơi phật trắng nhé. Đơn số 1 thì gồm có 2 4 6 8 10 mầm gốc nhé. Đơn số 1 10 mầm gốc anh chị em ơi, đơn số 1 10 mầm gốc, nhỏ to nhỏ 10 mầm gốc nhé. Em để ra là 350 nghìn nhé. Chuẩn cây chuẩn giống mọi người, về chỉ việc trăm cây thôi. Em chuyển đơn số 2 nhé. Đơn số 2 của em cũng là một giỏ ám cổ Văn Giang nhé. Đơn này em để ra là 300 nghìn thôi. 300 nghìn đơn này mầm gốc thì nó to hơn nhé. 300 nghìn một giỏ Văn Giang này. Mọi người về đúng không ạ? Cũng chuẩn cây, trăm cây là yên tâm rồi, không phải lo nghĩ gì. Có hoa trên thân luôn này. Hoa trên thân luôn nhé. Mặt bông rất chi là sáng, bông ám Văn Giang nhé. 300 nghìn cho đơn số 2. Em chuyển đơn số 3 nhé. Đơn số 3 của em cũng là một giỏ ám cổ Văn Giang, em cũng để ra là 300 nghìn nhé. Cái này thì đang hoa rồi. Đang hoa trên thân anh chị em yên tâm này. Mũi nó là dòng mũi tây nhé. Mũi tây, mũi phật trắng này. 300 nghìn nhé, đơn số này, đơn này nhé. Đơn này thì kỳ rất chi là nhiều này, anh chị em về có thể xuống được kỳ luôn, ra rễ luôn nhé. Kỳ tự nhiên nhé, em không kích gì đâu nhé. Kỳ tự nhiên này, ra rễ rất chi khỏe, mọi người được thêm mấy giò nữa nhé. Đơn này em cũng để giá là 300 nghìn nhé. Em chuyển đến tiếp theo đơn số 4. Đơn số 4 các em cũng là một giò ám cổ Văn Giang, một giò siêu đẹp rồi. Ghép trên lũa này, anh chị em này. Cái này ghép trên lũa găng bầu này, mọi người về chơi thật sự, cái này nó chơi thì vĩnh cửu luôn nhé. Bao nhiêu năm cũng không vấn đề gì mà ghép trên lũa, cây rất chi là khỏe nhé. Bộ rễ nó đi cực kỳ khỏe luôn này. Một giò siêu siêu phê siêu đẹp nhé. Gồm có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 mầm gốc nhé. 15 mầm gốc nó đẹp, nói chung là to rồi. Một giò này một giò siêu siêu đẹp rồi. Ghép trên lũa nhé. Mọi người treo này, treo trước ban công nhà thì hoặc là treo ở trước cửa sảnh nhà thì rất chi đẹp. Những nhà bác nào mà không gian hẹp thì treo một giò này nó cũng không tốn diện tích đâu. Nhà mặt phố có thể treo một giò này, đến mùa hoa nó xỏa xuống quá đẹp luôn. Văn Giang thì giờ là qua mùa hoa, đa phần phi đẹp là qua mùa hoa rồi mọi người nhé. Bây giờ mọi người về chơi thân lá cũng phê, nhìn thân lá cũng đẹp luôn. Đơn này em để giá là 950.000 cho giò Văn Giang siêu đẹp này nhé. Siêu đẹp, siêu to à. Quá đẹp luôn này, 10 năm mầm gốc. Đơn này bác nào lấy em sẽ bao ship nhé. Đơn này bác nào lấy em sẽ bao ship đơn này nhé. Đơn này em sẽ bao ship đơn này, đơn số 5. Em chuyển đơn tiếp theo đơn số 6 nhé. Đơn số 6 em làm giò ám cổ Văn Giang cuối cùng nhé. Cũng là siêu đẹp luôn anh em, cũng ghép trên lũa này. Cũng ghép trên lũa mọi người, và chỉ việc treo chơi thôi. Đơn này thì nó nhỏ, em xem bao nhiêu mầm gốc. 2, 5, 9, 10, 11, 12, 13. Cũng 15 mầm gốc nhé. 15 gốc nhưng mà nó nhỏ hơn mầm kia. Nó nhỏ hơn một chút nhé. Có mấy mầm thì nó nuốt hơn, còn mấy mầm thân to thì cũng rất chi là đẹp này anh chị em này. Quá đẹp luôn giò Văn Giang này. Ghép trên lũa này, cây cối không mà bệnh tật, mà dòng Văn Giang nó ít bệnh tật lắm. Em chơi khá là lâu rồi nhưng mà Văn Giang hầu như ít khi nó bị bệnh tật thối nhé. Hầu như nó không bao giờ nó bị thối bao giờ đâu. Cái này các bác cho ăn mưa thoải mái vì trên gỗ lũa nhà em cũng ăn trực tiếp mà. Anh chị em nhìn bản lá đẹp không này. Lá như lá mít mà nó sáng trưng luôn, dòng Văn Giang lá đẹp, thân lá quá đẹp luôn. Anh chị em nhìn này. Phê không? Như lá mít luôn nhé. Như lá mít luôn này. Đơn này em để giá 850.000 nhé. Đơn áo cổ Văn Giang này em để ra 850.000 nhé. 10 năm mầm gốc, một đơn là 950.000, một đơn là 850.000. Đơn này thì nó nhỏ hơn một chút nhé. Em lấy 850.000. Em chuyển đơn tiếp theo nhé. Đơn số 2, 3, đơn số 6 nhé. Đơn số 6 em là một giò siêu thân thủ Hòa Bình nhé. Dòng siêu thân thủ F27 của Hòa Bình anh chị em này. Đây nó mới là kỳ anh chị em, mới là kỳ năm 2 này. Đây mới là kỳ năm 2 mà hoa hết hoa nhé. Mặt bông này cực kỳ đẹp nhé. Bác nào lấy đơn này thì em sẽ cho mặt xem mặt hoa vừa rồi nhé. Mặt hoa rồi em bận, em không bán, không chia sẻ kịp nhé. Đâm nó qua vụ hoa nhưng cũng không sao, mọi người về có thể chơi mầm gốc, chơi thân lá, sang năm chơi tiếp tục chơi hoa. Anh chị em nhìn cái mầm gốc này. Nhìn cái bộ mầm gốc nó kinh khủng, nó không kém gì ngón tay cái của em nhé. 16 mầm gốc nhé. Cái này là 16 mầm gốc này, một giò siêu thân thủ Hòa Bình nhé.
F27 nhé. Năm vừa rồi đạt F24 rồi. Dòng lá xếp anh chị em, lá xếp cực kỳ phê luôn nhé. Đây dòng lá xếp nhé. Dòng lá xếp F27 của Hòa Bình nhé. Dòng Hòa Bình là dòng siêu thân thủ. Anh chị em nhé, đây key năm nhất này, đây nó là key năm nhất nhé. Đây là key năm 2 vừa rồi, nó dài tầm độ 8-90 phân hết rồi nhé. Đây là key năm 2 nhé. Năm nay là năm thứ 3 là giò phi đẹp nó sẽ đạt cực khỏe này. Đạt độ cực khỏe năm nay nhé. Anh chị em nhìn có phê không? Đơn này em để giá là 850.000 nhé. 850.000 cho giò phi đẹp siêu thân thủ F27 của Hòa Bình nhé. Giò mẹ nó thì khủng khiếp lắm. Đây là nó chỉ là key năm 2 chị em nhé. Key năm 2 nó đã đạt F24 rồi. Năm này thì chắc chắn là không thể dưới F25-26 nhé. 850.000 cho giò này siêu đẹp nhé. Thật sự nó phê lắm. 15-16 mầm gốc. 16 mầm gốc. Em chuyển tiếp theo đơn số 7 nhé. Đơn số 7 của em cũng là một giò siêu thân thủ của Hòa Bình nhé. Một giò siêu thân thủ hôm nay em để giá yêu thương thôi. Mặt hoa cực kỳ đẹp nhé. Mặt hoa nó đẹp lắm. Dòng này nó còn một bông duy nhất thôi. Mặt hoa nó sáng nó đẹp lắm. Anh chị em nhìn này. Cánh nó bay, rất chi nó bay này. Bông nó đẹp lắm. Mặt bông nó sáng nhé. Mặt bông thì nó hàng dòng Phật hồng cánh sen nhé. Đến mùa hoa đẹp. Giò này mùa hoa là khá là đẹp luôn. Nhưng hết hoa, đa phần phi đẹp hết mùa hoa nhé. Mọi người lại về chăm cây thôi. Bây giờ là về dưỡng cây, chăm cây, chơi thân lá thôi. Đơn này em để giá là 500.000 nhé. 500.000 cho một giò phi đẹp siêu thân thủ Hòa Bình này nhé. Quá to luôn, giò này 500.000 nhé. 500.000. Em chuyển đến đơn tiếp theo nhé. Em có một giò Kudat Cookie nhé. Đang hoa thật sự nó thơm, thơm, thơm không trên tầng cây số luôn. Một mẹ ba con nhé. Một mẹ ba con giò Kudat Cookie cực kỳ đẹp, cực kỳ phê nhé. Bao thích thì có thể alo cho em nhé. Không em chơi hoa vài hôm nữa. Cái này chơi hoa, dòng này chơi hoa nó bền lắm. Đang nở này, dòng này chơi hoa một tháng không vấn đề gì nhé. Nó nở hết đến cuối cùng này, nó phải tầm độ 15 ngày nữa nó mới nở hết bông cuối cùng này. Nửa tháng ấy, chục ngày đấy, bông hoa là được chục ngày rồi. Mà mới là được cái này, chơi lâu lắm, dòng này chơi hoa rất chi là bền nhé. Giò Kudat Cookie này, và bên này có một thân quế nhé. Một thân quế thì nó đẻ ra 3-4 con. 4 con nhé, cũng đang nụ này. Các bác về chơi thoải mái, thấy bác nào thích thì alo cho em nhé. Giò Kudat Cookie này, đẹp phê, siêu phê luôn nhé. Em chuyển đến tiếp theo nhé, đơn số 8 nhé. Đơn số 8 em chia sẻ một giò 5 cánh trắng Phú Thọ nhé. Đang hoa nhé anh chị em nhé. Đang hoa này, hai thân này, một mầm gốc nhé. Đang hoa nhé. Cái này hoa được mấy hôm rồi. Mũi trắng tinh, nói chung cứ chuẩn cây chuẩn giống, mọi người về chơi yên tâm. Em để giá 300.000 cho giò 5 cánh trắng Phú Thọ này nhé. Em chuyển sang đơn số 9 nhé. Đơn số 9 cái là một giò, cũng là một giò 5 cánh trắng Phú Thọ. Giò này nó dòng giò nái rồi nhé. Hôm nay em để giá yêu thương thôi. 1 2 3 4 5 6 7. 7 mầm gốc và 2 4 5 6 8 10 12 13 cây trên thân nhé. 7 mầm gốc và 13 cây thân. Đơn này em để giá là 650.000 nhé. Giá quá yêu thương hôm nay luôn nhé. Mọi người giá yêu thương luôn nhé. Đây là dòng cổ tiết Na Nỗi của Phú Thọ nhé. Dòng cổ tiết Na Nỗi nhé. Mũi trắng tinh. Rồi mũi trắng tinh. Hoa thì nó không được đẹp đâu. Hoa là đầu ngọn là bông em kích mà. Nó không được tròn trịa đâu. Nhưng cứ chuẩn cây chuẩn giống mọi người về là ok mà. Quan trọng là năm nay mọi người chăm bộ mầm gốc này, 7 mầm gốc này, mọi người mà tạo được tác phẩm thì sang năm hoa đẹp lắm. Phú Thọ là dòng cực kỳ dễ hoa nhé. Cái này về bác nào có thời gian mà dựng nó lên thì đẹp. Nắn khung dựng lên 7 thân này thì đến mùa hoa thì quá tuyệt vời luôn. 7 mầm gốc nhé. Đơn này là 7 mầm gốc, em quay hơi hơi nắng rồi. Rồi hơi khó nhìn nhé, thông cảm cho em nhé. 650.000 nhé. Em chuyển đơn tiếp theo nhé. Đơn số 10 nhé. Đơn số 10 cái là một giò 5 cánh trắng Hiển Oanh HO nhé, nhỏ xinh xinh thôi. Cũng có 2 4 5 kg trên thân, 5 6 kg trên thân nhé. 5 6 kg trên thân, hai mầm gốc này. Bây giờ thì mọi người sưu tầm thì quá đơn giản, quá dễ luôn nhé. Giá về thì cực kỳ là rẻ rồi. Đang ra rễ mọi người này, cái này mọi người về xuống rễ được luôn nhé. Mọi người cắt cái này là xuống chậu rồi nhé. Rễ này xuống chậu rồi, ok nhé. Hai mầm gốc này. Nói chung HO nhà em thì nó nhiều lắm. Hoa thì chân thân thì cũng ấy, cái này là tầm độ 3 ngày nữa nhé. 3 ngày nữa là mọi người được ngắm bông HO nhé. Ba người đã cho mọi người được chơi HO này. Cái này là kỳ từ năm ngoái, em cũng không xuống đâu, để trên chậu này làm tác phẩm luôn. Năm ngoái giá rất chi là cao nhưng mà đến năm nay thì nó quá rẻ rồi. Đơn này em để giá 300.000 nhá. Mọi người tất cả lấy cây em yên tâm, mặt hoa mặt con giống nhá. Em bảo hành trên mọi mặt trận là chuẩn cây chuẩn hoa. Không em khẳng định là không có sai nhé. Tất cả những hàng mặt hoa em bán là không có sai. Em khẳng định 100% là không có sai vì hoa nở nhà em hết rồi, không mọi người không phải lo nghĩ nhé. 300.000 cho giò 5 cánh trắng Hiển Oanh này nhé. Em chuyển đơn cuối cùng nhé. Đơn cuối cùng em là một giò mít nhé. Một giò siêu mít Hòa Bình này. Giò siêu mít F30 của Hòa Bình nhé. Đây này. Mọi người nhìn. Đây nó key năm nhất này. Thật sự key năm nhất mà lá nó đạt như này rồi này. Sang đây là năm 2 sang năm 2 nhé.
siêu mít Hòa Bình dòng F30 nhé, giò mẹ nó đẹp lắm, thật sự giỏi, nó dòng siêu thân thủ mít của Hòa Bình nhé, những thân lá nhưng mà nó kiểu như mít Văn Sơn, anh chị em phải chăm đến năm thứ ba thứ tư nó mới đạt được. Vài ngày nữa em sẽ chia sẻ giò mít Văn Sơn kia ra dễ, em sẽ chia sẻ cho mọi người nhé. Mít Văn Sơn năm thứ hai nó cũng chưa đạt được như này đâu, mít Văn Sơn năm thứ hai chưa thể đạt này được, phải năm thứ ba thứ tư đổ ra thì nó mới bản lá nó mới đạt được nhé. Đợt này em để giá là 200.000 nhé, 200.000 cho giò mít siêu thân thủ F30 Hòa Bình này nhé, 200.000. Em chia sẻ một giò một giò hoàng nhạn tháng 8 nhé, một giò hoàng nhạn tháng 8 đến cũng đang đến mùa hoa rồi. Cái này hoa, cái này nụ cũng khá là đẹp rồi, còn mít này nụ cũng đẹp rồi. Em chia sẻ một giò nhé, cái nào nhiều nụ một chút nhé. Cái này em chia sẻ giò này nhé, giò này thì thân lá nói chung là cũng khá đẹp. Phần dưới này thì nó đang đẻ con rồi nhé, bên dưới đang đẻ rất chi là nhiều con rồi. Giò này thì em chơi lâu năm lắm rồi, ba lá bên này là vòi nước bên trên em tưới nó bị rụng xuống, nó bị ấy lá không sao, đằng nào bên dưới nó cũng đẻ con mà, bên dưới vẫn đẻ con. Mọi người hoàng nhạn tháng 8 bác nào chưa có thì sưu tầm một giò đến mùa hoa thì nó thơm không gì bằng hoàng nhạn nhé. Gồm có 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 ngồng hoa. Cái giò này em 8 ngồng hoa này, 8 ngồng hoa, phần trên ngọn này lá rất chi đẹp nhé. Nói chung giò này cũng đáng để chơi, hoàng nhạn tháng 8. Đơn này em để giá là 800.000 nhé, bác nào đấy em để cho 800.000 đơn hoàng nhạn tháng 8 này nhé. Bây giờ thì mọi người sưu tầm tầm này thì không là no là tháng 8 hay tháng 4 nhé, tháng 8 nó đã có hoa rồi nhé, yên tâm. Đơn này em để giá là 800.000 nhé, em chia sẻ 800.000 nhé. Em quay tổng thể các đơn hàng em ngày hôm nay nhé. Nói chung là những đơn hàng ngay thẳng từ hàng mặt hoa đến thân lá đều phê nhé. Anh xem nhìn giò, những giò siêu thân thủ F30 này nó phê quá, phê luôn. Văn Giang nhé, ám cổ Văn Giang này. Số điện thoại em là 0328066682 nhé. Anh chị em có thể alo trực tiếp cho em luôn, hoặc là nhắn tin qua Zalo cho em. Em xin hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai ạ. Em xin cảm ơn nhé.